Đây là chân dung idol chắc nhất phàm, nhờ biệt tài nuôi ong tay áo, anh đã vinh hạnh giành lấy suất đi đầu thai nhanh nhất trong bát hoàng của thánh vực. Ở tập trước, sau khi nhận thấy bản thân mình bị mai phục trên đường về, anh đã nảy ra ý định chơi ú òa với 6 đại cao thủ của ba thế gia. Nhiên Tùng nghe tin này thì hãi lắm, tuy biết chắc phàm có thể lấy 1-4 tại Hòa Vũ lâu, nhưng kiểu này là 1-6 đại cao thủ, hành động này nếu nói khó nghe thì chính là tự tìm đường chết. Chắc phàm bảo ông ta sửa cái gì, lúc đó anh là một mình solo, còn bây giờ team có thêm ông nữa là hai người, làm sao phải rén. Thế nhưng Nghiêm Tùng vẫn một mặt không tin, nói mọi người đều là sợ Thất Thái Vân là trưởng của ông, chứ ông thì chúng chẳng coi ra cái dám gì cả, một khi có người liều chết quấn thân, ông ta chắc chắn sẽ bại trận. Nếu như ông đánh một trường khiến tất cả bọn chúng trúng độc thì sao, như vậy khi chiến đấu thực lực của chúng có bị giảm mạnh không? Chắc phàm hỏi. Chuyện này sao có thể chứ, bọn chúng có ngu đâu mà ngồi im chờ lão phu ra đòn, hơn nữa chúng đều là cao thủ thiên huyền, ở phạm vi 1000m là có thể phát hiện khí tức của lão phu rồi, căn bản là không thể ra tay, Nghiêm Tùng nói. Chắc phàm thấy lão già này lắm lý do, anh liền ném cho ông một viên đan nhất phẩm, nói đây là ẩn tức đan, một khi uống vào, nếu không phải cao thủ thần chiếu dùng nguyên thần thăm dò thì chẳng có bố con thằng nào phát hiện ra cả. Vừa nói chắc phàm vừa làm mẫu cho ông ta xem, thấy chắc phàm thoát ẩn sau đó lại thoát hiện ở đằng sau lão, Nghiêm Tùng nghịch mặt, cứ như thể là gặp ma giữa ban ngày. U là trời, chắc đại sư đúng là thần thông quảng đại, sao thế gian này lại có loại đan vi diệu như thế chứ, hơn nữa còn là nhất phẩm đan. Đan phương thượng cổ thất truyền thì làm sao mà ông biết được, nhưng mà không sao, sau này ta sẽ truyền thụ lại cho ông hết, bây giờ thì ông nuốt nó đi, sau đó thì cùng lão tử đi giết đám rồi nhặng. Nhìn thấy chắc phàm hào hứng chạy đi chém giết, Nghiêm Tùng úp đầu còn hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó, ông ta liền mỉm cười mãn nguyện, xem ra đi theo chắc phàm không những rất có tương lai, mà là sẽ có một tương lai sáng mù mắt chó. Không nghĩ nhiều, ông ta nuốt đàn cái ọc, sau đó cấp tốc chạy theo. Ở cánh rừng phía đông lúc này, tam trưởng lão và tứ trưởng lão của khoái hoạt lâm đang ôm cây đợi thỏ. Theo tình báo thì chắc phàm chắc chắn sẽ chạy qua đây. Thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi chắc phàm đâu cả. Hai con hàng này lấy làm ngao ngán. Trong lúc bọn chúng còn đang ngồi trên cành cây như khỉ, thì bóng dáng của chắc phàm đã mon men đến thân cây. Không để chúng kịp phản ứng, anh liền đem đôi cánh sấm đâm xuyên ngực chúng. Trước khi chúng đi gặp ông bà, anh còn tặng cho chúng một câu để kiếp sau làm lại. Chà, lão tử đã sợ các ngươi phát hiện ra được, cho nên đã cố ý dùng tiềm ảnh quyết. Vậy mà các ngươi lại nhắm mắt giả ngu, phục kích mà lại chẳng tập trung. Khoái hoạt lâm các ngươi đúng là không có tiền đồ. Nói rồi anh liền thi triển Thiên Ma Đại Hóa Quyết, hút cạn tu vi của hai cao thủ thiên huyền. Tiếp theo đó, chắc phàm đi đến chỗ của hai người phía tây, hai con hàng này xem ra vô cùng cảnh giác. Lão tam của U Minh Cốc luôn miệng dặn lão tứ, đừng bao giờ coi thường người khác, nếu không thiệt thân sẽ chính là mình. Tứ hói cũng rất nghe lời, hắn nói sẽ coi chắc phàm như một cao thủ thiên huyền mà chiến đấu. Đối diện với hai đại cao thủ vô cùng cẩn trọng, chắc phàm có chút khó khăn, bởi vì hai tên này mạnh hơn ngũ tóc đỏ rất nhiều. Đúng lúc chắc phàm suy tính kế hoạch, đột nhiên ở gần đó có người đánh ra Thất Thái Vân La trưởng. Tam tóc dài và Tứ hói đoán đây là người của Dược Vương Điện, nhưng kế hoạch lần này chẳng phải không có bọn họ hay sao? Tam tóc dài hơi khó hiểu. Hê hê hê, chẳng phải độc thủ Dược Vương của chúng bị chắc phàm giết sao? Đã thế giết xong còn cướp xác đem về ủ mắm, như thế chẳng khác nào vả vào mặt họ. Không thẹn quá hóa giận mới là chuyện lạ, có thể bọn họ tự động đến đây, dù sao thì thêm một người cũng là thêm một phần sức mạnh mà. Tứ hói ra vẻ hiểu nhiều biết rộng nói. Nhưng mà tại sao bọn họ lại đánh ra Thất Thái Vân La trưởng? Lẽ nào? Lời vừa nói đến đây, cả hai đều ngộ ra vấn đề, nghĩ người Dực Vương Điện đã tìm được Trác Phàm, cho nên liền cắm đầu cắm cổ mà chạy tới đó. Nhưng mà lúc tới nơi, Trác Phàm thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai cao thủ Đế Vương môn đang vùng vẫy trong bảy sắc cầu vồng của Thất Thái Vân La trưởng. Trong lúc hai anh em còn đang khó hiểu, Trác Phàm đã xuất hiện từ đằng sau, một kích đâm xuyên ngực Tứ Hói. Nhìn thấy anh em mình bị giết, tam tóc dài gào lên một cách đau khổ. Cũng may trong tình huống đó, ông ta kịp thời tránh đôi cánh sấm của Trác Phàm đến lấy mạng. Ngươi chính là Ma Vương Trác Phàm, vừa nói dứt lời, tam tóc dại thi triển ra một lực lượng vô cùng khủng bố. Trác Phàm cũng cảm nhận được, với thực lực này, cho dù anh có uống 5 viên bạo nguyên đan cũng rất khó chơi, thế là anh nhanh trí dùng đến con bài tâm lý. Tức giận như vậy sao? Hắn ta là người anh em chí cốt của ông hả? Xem ra quan hệ thường ngày của hai người cũng tốt lắm, thế có đấu kiếm với nhau chưa? Thế thì đã sao? Ngươi giết chết lão Thất và lão Tứ, còn phế luôn lão Ngũ. Hôm nay ta tuyệt đối không cho người thoát khỏi đây, tam tóc dài gào lên. Trác Phàm vẫn thản nhiên, đầu tiên anh nâng xác Tứ Hói lên khiến ông ta suy nghĩ, sau đó kể một câu chuyện cảm động với tam tóc dài. Anh nói, tại vì U Quỷ Thất cũng giết chết một người huynh đệ chí cốt của anh, cho nên anh giết lão ta là để trả thù, nếu không anh có ngu cũng không dây vào U Minh Cốc. Nghe đến đây, tam tóc dài chợt thấy Trác Phàm thật hảo hảo, vì báo thù cho huynh đệ mà ngươi liều mạng với Thất Thế Gia ư, tam tóc dài hỏi. Ta báo thù cho huynh đệ, gặp phải họa ngày hôm nay. Ta không thủ không thán không hối hận, có điều hôm nay ta thấy ông và ta có cùng cảnh ngộ, cho nên ta sẽ không đem xác hắn về ủ mắm nữa. Nói đến đây, Trác Phàm ném xác Tứ Hói cho tam tóc dài, sau đó vỗ ngực bành bạch mà tuyên bố. Trả lại hắn cho ông,
hôm nay ta với ông đường đường chính chính phân cao thấp, ông vì huynh đệ của ông, ta vì huynh đệ của ta, báo thù rửa hận. Thấy Trác Phàm hiên ngang khí khái như vậy, Tam tóc dài ngược lại là thích, thế nhưng vừa định đánh một trận sảng khoái với Trác Phàm, ông ta đã bị Huyết Anh một kích xuyên thủng lồng ngực, miệng Trác Phàm lẩm nhẩm, Huyết Anh quành lại đâm thêm lần nữa để trở về với anh. Sau đó anh vừa đi đến chỗ lão ta vừa nói cho lão biết chân tướng, đây là ma vật của ta, ta đã giấu nó trong thi thể của hắn từ trước, ném lại cho ông là để chấp thời cơ đánh lén thôi. Hơn nữa vì để ông lơ là cảnh giác, câu chuyện người huynh đệ cũng do ta bịa ra cả đấy, ta giết U Quỷ Thất chỉ vì cảm thấy hắn ta chướng mắt thôi. Tam trưởng lão trọng tình trọng nghĩa của U Minh Cốc, xin là xin vĩnh biệt cụ, hy vọng kiếp sau ông đừng dễ dàng tin lời người lạ, đặc biệt là kẻ địch của ông, ha ha ha. Bỏ lại hai cái xác của cao thủ U Minh Cốc, Trác Phàm đi thẳng tới chỗ của Tùng Năm Năm. Lúc này Tùng đang chật vật lắm, vừa bay vừa nói với hai cao thủ nọ, hiểu lầm rồi, lão phu đánh nhầm thôi, là do lão phu tưởng các ngươi là ác ma Trác Phàm đang ẩn nấp ở đó. Có thể do update giao điện mới nên tăng độ đẹp trai, hai người kia không nhận ra Nghiêm Tùng, mở miệng chửi, hiểu nhầm cái con mẹ nhà ngươi. Hai người bọn ta mặc trang phục màu vàng quý tộc như này, ai nhìn qua chẳng biết là người của đế vương môn, ngươi là người của Dược Vương Điện, lý nào lại không biết, ngươi đứng lại đó, đợi bọn ta lột ra rút xương của ngươi rồi mới đến điện Dược Vương tìm điện chủ tính sổ. Nhìn Nghiêm Tùng bị hai lão già đế vương môn lùa như vịt ở trên trời, Trác Phàm không hiểu tại sao ông ta lại thê thảm như vậy. Lúc ở Hoa Vũ lâu oai lắm mà, là do đế vương môn mạnh hay do Nghiêm Tùng yếu đây? Trác Phàm bay lên, vừa thấy anh thì Nghiêm Tùng lập tức trốn luôn vào sau đôi cánh. Tu vi đoạn cốt cảnh, trong mắt có thần, trên lưng có cánh, ngươi chính là ai đồ Trác Phàm, đại náo thành Hoa Vũ sao? Lão già tóc vàng hỏi. Đúng thế, hai người các ngươi thuộc đế vương môn. Hóa ra là vậy, không ngờ lại có người của Dược Vương Điện đầu quân cho Ma Vương Trác Phàm. Thảo nào hắn đột nhiên ra tay đánh lén bọn ta, bây giờ ngươi còn dám nói là ngươi cố ý nữa không? Lão tóc vàng nhìn Nghiêm Tùng hỏi. Nghiêm Tùng lúc này hai mắt láo liên, không cả dám nhìn thẳng, mặt bơ như chưa có chuyện gì. Sau đó, hai con hàng già lại khoe về độ bền bỉ của Hoàng Cực Bá Thể Quyết của đế vương môn, đồng thời cũng nhất quyết muốn lột ra rút xương Nghiêm Tùng. Trác Phàm ngược lại là không quan tâm, anh kêu hai lão nói phép cũng không biết dựng kịch bản, rõ ràng thực lực đang giảm xuống thì làm sao có cửa chơi với hai người bọn anh. Cho dù bây giờ thực lực của bọn ta có giảm xuống thì chỉ có cao thủ Thiên Huyền mới có thể lấy mạng bọn ta một cách dễ dàng thôi, hai lão già vẫn là cứng họng. Thấy vậy, Trác Phàm liền vỗ vai Nghiêm Tùng một cái, miệng nói, ta không tin, hay là các ngươi giết ông ta thử xem. Nghiêm Tùng bị Trác Phàm ném đi như một quả bóng, ông ta sớm biết cái vỗ vai là điểm xấu rồi, chỉ là ông ta đến một chút thời gian trở tay cũng không có mà thôi, thế là liền mặc cho số phận đưa đẩy, nằm gọn trong tay hai đại cao thủ đế vương môn. Nghiêm Tùng ở đó, Trác Phàm vừa chuyển động ý nghĩ, Huyết Anh lập tức từ người Nghiêm Tùng chui ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi, lập tức hút cạn nguyên lực của già tóc bạc, khiến ông ta chết không cả kịp chăn chối. Nghiêm Tùng nhìn thấy thì hãi lắm, lập tức chinh cút về chỗ Trác Phàm, trong lúc cái xác khô kia rơi xuống như rung rụng. Trác Phàm hỏi lão tóc vàng của đế vương môn, nhìn thấy kết cục của ông ta rồi chứ, bây giờ ông còn nghĩ rằng ông có thể lấy mạng bọn ta một cách dễ dàng nữa không? Lão tóc vàng bắt đầu đổ mồ hôi hột, ông ta còn đang nghĩ, người vừa giết đồng đội mình chính là Tùng Đầu Moi. Nhưng cuối cùng ông ta lại đưa ra quyết định, mặc kệ Tùng Đầu Moi là đứa nào, chỉ cần ông ta vặt được cái đầu của Trác Phàm xuống là đủ. Học theo Trác Phàm, ông ta bắt đầu dùng chiêu Dương Đông Kích Tây, đầu tiên là gáy thật khét, sau đó giả bộ hốt hoảng mà chỉ tay ra phía sau anh. Mặt biểu cảm như thể nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm, Tùng già tin xé cổ, vội nhìn lại phía sau, lúc này người kia mới tung đòn đánh tới. Trác Phàm đương nhiên là tỉnh, anh chỉ âm thầm chúc mừng trong lòng, kẻ địch của anh đã chính thức cắn công. Video hôm nay đến đây thôi nhé, nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận thông báo của tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới.